Thưa khán giả, Sai Yanva, lễ hội cúng thần lúa hay mừng lúa mới được đồng bào Chero tổ chức từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống để lại dấu ấn lễ nghi nông nghiệp của một trong bốn cộng đồng dân tộc thiểu số định cư lâu đời ở tỉnh Đồng Nai. Và năm nay thì do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ hội của thành phố Long Khánh, địa phương có đông đồng bào dân tộc Chero nhất tỉnh, chỉ tổ chức đơn giản trong gia đình một người uy tín ở phường Bảo Vinh. Thế nhưng ngày hội của cộng đồng dân tộc Chero vẫn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Hôm nay, nhà anh Thổ Dĩ, người uy tín ở phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh trở nên đông vui hơn. Trong gia đình, từ đàn ông, đàn bà, mỗi người một việc, khẩn trương chuẩn bị lễ vật dâng cúng lễ. Chủ nhà tuy tất bật vất vả nhưng vẫn là người vui nhất. Năm nay thì tổ chức là tại nhà mình, mấy năm thì ở trên kia thì rất là mừng và vui. Trước khi làm như này thì mình cũng cách đây 3-4 ngày nay thì cũng chuẩn bị sẵn đồ như tre, nứa để làm bánh nóng, bánh dày. Đây là những vật phẩm không thể thiếu trong lễ hội truyền thống Sai Yanva để dâng lên tổ tiên và các vị thần linh. Nghi thức lễ chính thức do thầy tế thực hiện. Lễ hội này chắc là một năm tụi này cúng một lần, chắc là cúng ông bà, tức là đất đai với tức là người bề trên với bề dưới để mà ủng hộ phụ hộ cho tụi tôi làm được mùa màng trúng, gia đình hạnh phúc, là không xảy ra bệnh hoạn tai nạn bất cứ một cái gì xấu trong gia đình.